Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay, các tiêu điểm, khai cuộc, chung cuộc đặc sắc và mới nhất của các danh thủ đương đại. Trong chương trình của buổi tối hôm nay, tôi xin hạnh được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một ván cờ rất hay, hấp dẫn, chất lượng, đỉnh cao và nằm trong tuyển tập Lý Hồ Tranh Vương Chiến, vô cùng nổi tiếng của kỳ đàn Trung Quốc trong năm 1989. Ngược dòng thời gian trở lại 32 năm về trước, vào ngày 2 tháng 9 năm 1989, tại khách sạn Triệu Long Phạn Điếm thuộc thành phố Bắc Kinh đã diễn ra một cuộc tỉ thí long tranh hổ đấu, một cuộc đại chiến kỳ vương vô cùng là hấp dẫn, mãn nhãn, đáng chờ đợi và thu hút mọi sự yêu mến quan tâm của khán giả khắp nơi. Đây là cuộc chiến tranh hùng giữa một bên đó là thập liên bá Hồ Vinh Hoa, danh thủ sinh năm 1945, người đã từng tạo lên vô vàn những chiến tích huy hoàng trong suốt chiều dài sự nghiệp và được ví là Phượng Hoàng tái sinh trong kỳ giới. Và một bên đó là danh thủ Lý Lai Quần, sinh năm 1959, người tỉnh Hà Bắc, người được coi là Hà Bắc Ngọc Kỳ Lân, là thần đoán tử trong giới cờ, sở hữu một lối chơi cực kỳ thông minh, sáng tạo, nghệ thuật và hết sức tinh tế. Sở dĩ có được trận đấu Lý Hồ Tranh Vương Chiến vào năm đó là bởi vì Hồ Vinh Hoa ở thời kỳ năm 1989 đang là đương kim vô địch của giải đấu kỳ vương quốc tế, còn Lý Lai Quần là người chiến thắng trong giải thi đấu tuyển chọn và đủ tư cách điều kiện để đại chiến với cả Hồ Vinh Hoa trong một cuộc chiến lừng lẫy và lịch sử. Thể thức thi đấu tại trận chiến Lý Hồ Tranh Vương Chiến đó là hai bên sẽ đại chiến với nhau phân tiên trong 6 ván cờ tiêu chuẩn để phân định cao thấp. Nếu như sau 6 ván đấu có kết quả hòa, hai kỳ thủ sẽ tiếp tục thi đấu cờ nhanh và cờ chớp để phân định thắng thua. Theo kết quả bốc thăm trước giờ thi đấu thì Lý Lai Quần sẽ là người cầm quân đỏ đi tiên ở ván đấu mở màn. Sau đó hai bên sẽ luân phiên thay đổi tiên hậu ở các ván đấu tiếp theo. Trước ngày thi đấu thì Lý Lai Quần đã luyện tập một cách rất kỹ càng, đóng cửa tu luyện và không tham gia bất kỳ một giải đấu nào. Danh thủ này đã cùng với thầy của mình đó là Lưu Điện Trung, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hà Bắc, đã chuyên tâm nghiên cứu, mầy mò sách vở và tìm ra rất nhiều những điểm mạnh, điểm yếu của Hồ Vinh Hoa trên thực chiến để cố gắng khai thác. Rõ ràng là cả hai kỳ thủ đều rất đặt lặt niềm tin và hy vọng và coi trọng trận chiến tranh hùng hết sức là lầy lửa sắp sửa diễn ra tại Bắc Kinh. Và cuối cùng thì trận đấu đó cũng đã được tổ chức. Buổi chiều ngày 2 tháng 9 năm 1989, Hà Bắc Ngọc Kỳ Lân Lý Lai Quần giáp chiến với cả thập liên bá Hồ Vinh Hoa. Đó thực sự là một cuộc tư hùng cực kỳ là kinh điển. Lý Lai Quần là người sẽ cầm quân đỏ đi tiên trong ván đấu đầu tiên và danh thủ của tỉnh Hà Bắc đã không hề ngần ngại, lập tức tấn công ngay bằng hệ thống pháo đầu. Bên đỏ pháo 2 bình 5, bên đen pháo 8 bình 5, bên đỏ mã 2 tấn 3, bên đen mã 8 tấn 7, bên đỏ xe 1 bình 2, bên đen bình 7 tấn 1, bên đỏ mã 8 tấn 7, bên đen mã 2 tấn 3, bên đỏ bình 7 tấn 1, bên đen pháo 2 tấn 4. Như vậy, qua những nước cờ đầu tiên, các bạn thấy rằng hai danh thủ hàng đầu đã dàn quân hình thành lên một thế trận đối công, đó là thuật pháo. Đây là thế trận đã có lịch sử rất lâu đời, đã được lưu truyền trong các sách cờ hàng trăm năm. 15 về trước, vào mùa thu năm 1979, cũng ở Bắc Kinh, thập liên bá Hồ Vinh Hoa khi đó đã đại chiến sinh tử với cả kiện tướng Phó Quang Minh, cũng đã từng tung ra đòn đánh thuật pháo chậm ra xe và sau đó đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh và đã vượt qua khe cửa hẹp để có thể đắc vị đăng quang lần thứ 10, hoàn thành lên bá nghiệp nổi tiếng của mình. Có lẽ trong trận đấu với cả kỳ thủ Lý Lai Quần trong cuộc chiến kỳ vương khiêu chiến lần này, Hồ Vinh Hoa lại muốn tái hiện lại một hình ảnh thuật pháo tranh vương năm xưa. Trước giờ thi đấu thì theo sự trả lời của phỏng vấn, đặc cấp đại sư Lưu Định Trung có cho biết là Lý Lai Quần hết sức là chuyên tâm để có thể tập trung cho trận chiến tại Bắc Kinh. Và ông đang ngày đêm luyện tập. Lý Lai Quần có chủ trương là nếu như đi tiên sẽ sử dụng thế trận tấn công là pháo đầu làm chủ đạo tấn công, còn đi hậu thì sẽ mầy mò miệt mài tìm ra những biến hóa mới của thế trận bình phong mã để chống lại sự tấn công dồn dập của Hồ Vinh Hoa. Rõ ràng Lý Lai Quần là người đã chuẩn bị chiến địa rất tốt cho cuộc chiến tranh vương. Trở lại với thực tế, sau khi thấy Hồ Vinh Hoa sử dụng thuật pháo, Lý Lai Quần cũng rất cẩn thận, lập tức đi theo những bài bản vốn có, đó là hệ thống mã 7 tấn 8, vút mã lên cánh ngoài để phong tỏa lộ xe. Trước đây thì cũng có một số kỳ thủ sử dụng nước cờ mã 7 tấn 6,
Tuy nhiên, theo phân tích của giới chuyên môn, đặc biệt là các cao thủ đỉnh cao, thì lực cờ mã 7 tấn 6 không giúp cho bên đi tiên có được lợi thế nhiều. Vì vậy, sau này người ta đã thay thế lực cờ mã 7 tấn 6 bằng thủ pháp mã 7 tấn 8. Và sau khi bên đỏ đi mã 7 tấn 8, tất nhiên Hồ Vinh Hoa bắt đầu sẽ khởi động chiến xe ở cánh trái. Bên đen xe 9 tấn 1, bên đỏ xe 9 tấn 1, bên đen xe 9 bình 4. Đến đây, đến lượt Lý Lai Quần sẽ là người xuất chiêu. Trong thời điểm diễn ra ván cờ thì Lê Quần đã đi lướt cờ rất là ổn định và cẩn thận. Đó là thủ pháp sĩ 4 tấn 5 thuộc về trường phái cổ điển. Lướt cờ này là lướt cờ chống trước thủ pháp tấn xe xuống góc sĩ để bắt pháo tranh tiên. Còn thời kỳ bây giờ thì hầu như là các kỳ thủ cầm quân đỏ khi mà đối đầu với cả đối phương cầm quân đen sẽ thường sử dụng nước biến. Đó là pháo 9 bình 7 cũng có tác dụng khá là tốt. Khi đó hai bên sẽ dàn quân tiếp tục đại chiến với nhau trong cuộc chiến rất là gay gắt. Bên đen sẽ đi lướt cờ xe 4 tấn 6, sau đó hai bên tiếp tục đua đòn và tạo ra một trận hình vô cùng là lầy lừa. Nhìn chung ở bối cảnh này thì bên đỏ vẫn sẽ là người giữ được nước tiên hơn so với cả bên đen. Trở lại với thực chiến của năm 1989 thì Hà Bắc Ngọc Kỳ Lân Lý Ách Quần đã dựng sĩ 4 tấn 5 để dẫn dụ đối phương lâm vào tử địa. Tuy nhiên thì đến lượt Hồ Vinh Hoa đi. Hồ Vinh Hoa là cao thủ đối trận nổi tiếng là người đa mưu thiện biến, và trong thế trận này lại có thế trận khác, và hết chiêu này lại có chiêu khác tiếp ứng. Sau khi đối phương sĩ 4 tấn 5 thì bên đen quyết định pháo 2 bình 7 vật pháo qua lộ tốt để đè quân và khống chế luôn từ xa con tượng đáy của bên đỏ. Đến lượt bên đỏ quyết định xe 9 bình 7, bên đen xe 6 tấn 3. Sau khi Hồ Vinh Hoa đi lướt cờ xe 6 tấn 3, Lý Lê Quần có một thoáng chút ngạc nhiên. Vâng, ông không nghĩ rằng là đối thủ của mình là một vị kỳ vương nổi tiếng, là một huyền thoại sống của làng cờ lại đi một lướt cờ như vậy. Và bên đen đi lướt cờ xe 6 tấn 3 là một thủ pháp gây ngạc nhiên, hoài nghi đối với tất cả các cao thủ dõi theo. Bởi vì bản thân Hồ Vinh Hoa là người cực kỳ là thiện chiến, đã từng lăn lộn kỳ đàn từ khi còn rất nhỏ và đã lập lên vô vàn những chiến tích. Và lướt cờ này là một lướt cờ không rõ ràng của bên đen. Vâng, bởi vì bên đỏ bây giờ đang rất muốn đi lướt cờ, đó là mã 8 tấn 7 ăn tốt, sau đó sẽ thừa cơ hội đấm binh qua sông và để hỗ trợ tấn công. Bên đỏ sở dĩ bình xe vào lộ 7 là đã có ý đồ từ xa. Thế mà bên Hồ Vinh Hoa vẫn quyết định đi lướt cờ tiến xe tuần hà. Phải chăng là Hồ Vinh Hoa lại có một mưu kế mới? Các bạn nên biết rằng là trong những thời kỳ ngày xưa, các danh thủ hầu như đánh bằng sức tính. Hồ Vinh Hoa nổi tiếng là người đa mưu thiện biến và có rất nhiều những quỷ kế trong đó. Vì vậy là Hồ Vinh Hoa thường đi nước cờ mà tương đối là hờ hững, nhưng đối thủ mà chỉ cần chủ quan, lơ là mất cảnh giác, lập tức dính phải cao chiêu của danh thủ này. Và từ đó bên Hồ Vinh Hoa sẽ khống chế được cục diện, và bằng những cái công lực trung tàn siêu việt của mình thì Hồ Vinh Hoa sẽ khuất phục được đối phương. Sau nước cờ xe 6 tấn 3 của đối phương thì đến lượt bên Lý Lai Quần sẽ là người suy nghĩ. Nếu như Hồ Vinh Hoa mà đi cẩn thận hơn, có thể đi lướt cờ đó là tượng 3 tấn 1 để chống trước cái thủ pháp sang tốt của đối phương. Khi đó kể cả bên đỏ Lý Lai Quần có nhảy mã 8 tấn 7 thì bên đen vẫn ra xe 1 bình 2 một cách kịp thời, và hai bên tiếp tục giáp trận trong một trận đối kháng mới. Hình đồ này là hình đồ bên đen hoàn toàn có cơ hội để chiến đấu một cách sòng phẳng tới cùng với cả đối thủ. Tuy nhiên Hồ Vinh Hoa đi lướt cờ xe 6 tấn 3 là muốn lướt cờ làm cho trận địa của bên đen tự nhiên suy yếu, và Lý Ách Quần đã túm được sơ hở, lập tức ra đòn mã 8 tấn 7. Và Lý Ách Quần vừa đánh và vừa ngó nghiêng và xem phản ứng tiếp theo của đối phương. Lúc này bên Lý Ách Quần vẫn chưa đủ tự tin để có thể ra những đòn đánh cuối cùng. Bên đen xe 1 bình 2 bắt pháo, bên đỏ bình 7 tấn 1. Như vậy các bạn thấy rằng Lý Ách Quần đã tính khá nhanh và chuẩn xác. Sau thủ pháp đối phương xe 1 bình 2, bên đỏ không vội chạy pháo là một thủ pháp rất hay, và quyết định mở binh qua sông rất là chuẩn xác để đuổi xe tranh tiên trước, buộc lòng đối phương phải xe 4 tấn 2. Và bây giờ thì bên đỏ sẽ là người sử dụng lướt biến tiếp theo. Nếu như bên đỏ mà thuộc về trường phái cẩn thận và ổn thỏa thì có thể đi lướt cờ đó là pháo 8 mã 7 tấn 5, rồi có thể sử dụng lướt cờ pháo 8 bình 6 chạy vào tay sĩ rất là nhanh. Tuy nhiên thì Lý Ách Quần là người tính toán rất sâu xa. Ông nổi tiếng là một vị đại kiện tướng có bản tính thông minh, khả năng phân tích trận đấu cực cao, và đặc biệt là logic trong đường cờ của Lý Ách Quần
là không thể bàn cãi. Lý Quân cho rằng là Hồ Minh Hoa đã cố tình dụ Bình đấm tốt. Nếu như bên đỏ mắc mưu đi theo đường cờ này thì bên đen hoàn toàn có thể tranh chiến được. Giả sử như bên đỏ có tấn tốt tới bắt mã thì bên đen sẽ vòng mã về, và kể cả cho đối phương sang tốt, nhưng bên đen với cái khả năng chuyển biến trung tàn rất là lắt léo của mình thì Hồ Minh Hoa hoàn toàn có đủ sức để đương cự với cả Lý Lê Quân. Vì vậy Lý Quân đã bất ngờ thay đổi chủ trương. Ông không muốn đánh nhanh thắng nhanh một cách vội vã, mà quyết định là đào hào đắp lũy và đi một lượt cờ rất là cấu tứ, khéo léo và thể hiện sự tài cao. Đó chính là thủ pháp tiếp theo. Và bên đỏ đã đi lượt cờ pháo 8 tấn 3 cực kỳ là xuất sắc. Lượt cờ này là lượt cờ mà tấn pháo lên bịt đường và không vội tấn công về đối phương, đang chuẩn bị có chủ trương pháo 8 bình 3 để bắt tốt và chuyển hướng sang cánh trái mỏng yếu của bên Hồ Minh Hoa. Các bạn thấy rằng Hồ Minh Hoa bằng thế trận thuận pháo chậm ra xe, cuối cùng cũng đã tập kết được hai xe chủ lực của mình dồn sang cánh phải. Và bên Lý Quân đi lướt cờ này xong, làm cho bên đen lập tức phải suy nghĩ một cách rất vất vả, bởi vì bên đỏ đang có chủ trương dồn hướng tấn công, không đánh vào cánh phải nữa mà chuyển sang đánh vào cánh trái. Rõ ràng đường nghi binh của bên Lý Quân đã thực hiện một cách hoàn hảo. Sau lướt đi này thì bên đen buộc lòng phải đấm binh đi lướt cờ bình 7 tấn 1. Còn nếu như Hồ Minh Hoa mà nóng vội đi lướt cờ xe 4 bình 3, hy vọng là đấu bất con xe khỏe của đối phương, thì tất nhiên bên đỏ sẽ tiếp nhận việc đấu xe, sau đó sẽ có chủ trương vật pháo qua để bắt tượng. Đến đây thì bên đỏ đã có thể giành được ưu thế khi đã có một tốt vượt sông rất nhanh và hoàn toàn sẽ có một lợi thế tấn công chốc nhoáng về phía đối phương. Nếu đối phương mà lên tượng thì bên đỏ sẽ có đường cờ pháo 3 tấn 1 kim chặt hai đầu má của bên đen, buộc bên đen đến đây phải nhảy mã 7 tấn 6, thì bên đỏ sẽ nhảy mã 3 tấn 2 bắt mã ngay, rồi tiếp biến bằng nước cờ mã 2 tấn 3 tập kích vào cánh trái mỏng manh của bên Hồ Minh Hoa, hình thành nên thế tam tử đồng biên. Và với thế trận này thì Lê Quân sẽ là người tấn công nhanh hơn, gọn hơn, sắc hơn so với cả Hồ Minh Hoa. Chính vì lý do như vậy cho nên thập liên bá Hồ Minh Hoa không thể đi được cờ bình xe mời đấu, mà buộc phải đấm binh để cởi ngòi lổ, không cho pháo của bên đỏ có thời cơ bay qua cánh phải. Và sau lượt cờ này thì bên đỏ quyết định xe 7 tấn 3 thăng xe trợ chiến, và có câu ngạn ngữ đó là xe sợ thấp đầu. Vì vậy là bên đỏ sẽ không thể để vị xe ở hàng cửu mà buộc phải tiến lên. Lượt cờ này là lượt cờ đang rất là liên mạch và dứt khoát, chuẩn bị tư thế tiếp theo đó là xe 7 bình 3 ăn tốt để chuẩn bị đuổi pháo và bắt mã. Đến đây thì bên đen quyết định xe 4 bình 3 và một lượt cờ rất là khó chịu của Hồ Minh Hoa. Đây là thủ pháp Hồ Minh Hoa đang mời đấu để giảm bớt áp lực và chủ trương là để phá hỏng được hệ thống liên kết pháo mã tốt trên hà của bên đỏ. Đây là hệ thống đang ngáng trở khả năng tấn công cánh phải của bên đen. Đến đây thì bên đỏ tất nhiên sẽ không thể đấu xe, vì như vậy sẽ thất tiên một cách rõ ràng. Và bên đỏ đã lương theo tình thế lập tức xuất chiêu pháo 7, xe 7, bình 3, ăn tốt, đang có tư thế bắt pháo và bắt mã, buộc lòng bên đen sẽ phải xử lý trong bối cảnh này. Và cuối cùng thì Hồ Minh Hoa quyết định đi lướt cờ đó là xe 3 toái 2 ăn về tốt, cũng bắt lại cây. Hai bên đang đối nhau một cách gay gắt và chống trả một cách ác liệt, và không ai chịu nhường ai trong bối cảnh này. Đây là hình thế mà hai bên đã ở trạng thái lưỡng bại câu thương, chắc chắn phải tổn thất về binh lực. Sau lướt đi này thì bên đỏ quyết định ra tay đánh trước xe 3 toái 1 để cho bên đen lựa chọn. Đến đây thì bên đen sẽ có 3 đường hướng để lựa chọn. Thực chiến thì Hồ Minh Hoa quyết định đi lướt cờ xe 3 thoái 1 ăn mã là một lướt cờ được đánh giá là hợp lý và chính xác nhất. Còn nếu như bên đen mà tham giữ mã đi lướt cờ giả sử như là mã 7 thoái 5 thì sẽ bị đối phương tấn xe xuống cửu, hình thành nên một thế giáp công rất là nguy hiểm. Kể cả bên đỏ có mất lại pháo thì bên đỏ sẽ kẹp cửu rất kịp thời. Hình đồ này là hình đồ có lợi dành cho Lý Anh Quân. Còn nếu như đối phương mà về mã 3 thoái 5 chẳng hạn thì sẽ bị đòn đánh mã 7 tấn 6 cực kỳ tinh diệu nhảy bắt xe phế pháo. Đối phương ăn xe lên pháo sẽ bị đường cờ vòng mã về bắt đôi, bắt cả xe cả mã. Nếu bên đen ăn mã 7 tấn 5 sẽ bị đứt cờ pháo 5 tấn 4 trói chặt ở trung lộ, bên đen sẽ rất là khó thở. Như vậy là cả hai điều hướng thoái mã về để giữ quân của bên đen đều sẽ dẫn đến trạng thái kém phân lặng. Vì vậy Hồ Minh Hoa đã đi lướt cờ xe 3 thoái 1 là rất chuẩn. Và đến đây, đến lượt bên đỏ đi, bên đỏ quyết định bình pháo qua trợ chiến, và một thủ pháp chuyển quân rất nhanh, gọn ghẽ,
và kịp thời. Đây là nước cờ mà bên đen đã bắt đầu rơi vào trạng thái bị động khi bị đối phương dùng pháo để oanh kích vào lộ tượng 7 rất yếu của Hồ Minh Hoa. Đến đây thì Hồ Minh Hoa buộc lòng phải nhảy mã 7 tấn 6. Nếu như mà không nhảy mã 7 tấn 6 mà đi nước cờ tượng 7 tấn 9 thì sẽ bị đối phương pháo 3 tấn 1 đè cứng lại con mã thủ lộ 7. Giả sử bên đen có chạy xe 3 tấn 1 thì bên đỏ sẽ có đường cờ pháo 3 bình 2 bình pháo qua để dùng xe bắt mã, sau đó sẽ đánh thật mạnh vào cánh trái của bên đen. Hình đồ này là hình đồ sẽ vô cùng hung hiểm dành cho Hồ Minh Hoa. Như vậy là Lý Ái Quân bằng những cái thủ pháp tấn công rất là mượt mà, êm ái và tinh tế, tuy nhiên lại ẩn sâu những cái uy lực và sự đáng sợ của mình, đã khiến cho một danh thủ là nổi tiếng như Hồ Minh Hoa phải ứng phó rất là vất vả. Sau nước cờ mã 7 tấn 6 của đối phương thì đến đây bên đỏ quyết định đi nước cờ xe 3 tấn 1, một đường cờ rất là tốt. Đây là nước cờ cực kỳ là chính xác trong thời điểm đó. Nếu bên đỏ mà đi nhầm xe 3 bình 4 sẽ tự mình bộc lộ điểm yếu, khiến cho bên đen sẽ có cơ hội quăng mã qua sông và phản công. Đây là nước cờ mà Hồ Minh Hoa đang rất mong muốn để đi. Khi đó bên đỏ có tấn xe cửu thì bên đen cũng sẽ tấn xe lên hà để bắt pháo ngay. Và hình đồ này hai bên sẽ giáp chiến đối công rất là gay gắt, thắng bại chưa biết về tay ai. Trở lại với thực chiến, do Lý Ái Quân đi nước cờ rất là ổn thỏa, đó là xe 3 tấn 1 để chặn trước nước tiến mã 6 tấn 4 qua sông phản công của Hồ Minh Hoa, buộc Hồ Minh Hoa phải đi nước cờ xe 3 bình 4 để yểm trợ cho nước cờ phi mã. Và chỉ chưa có thế, lập tức bên đỏ ra tay bằng một series những đòn đánh phải nói là vô cùng là ảo diệu. Đầu tiên là thủ pháp xe 3 bình 4 chặn mã, nhưng thực ra là để cướp lộ 4. Sau này nếu đối phương có phi mã qua thì bên đỏ vẫn hoàn toàn có thể xuất tướng để có thể giải sát và trợ công. Và quả nhiên Hồ Minh Hoa đã lập tức đi nước cờ mã 6 tấn 4. Và chỉ chờ có thế, Lý Ái Quân lập tức tiến công bằng nước đi xe 2 tấn 9. Đây là nước cờ sau khi trận đấu kết thúc, danh thủ Hồ Minh Hoa đã rất khen ngợi Lý Ái Quân, cho rằng Lý Ái Quân đã tấn công một cách rất là mạnh mẽ và không những là mềm mại và khi cần thì cũng hết sức là bùng nổ và dữ dội. Đây là nước cờ rất hay. Thủ pháp này là thủ pháp đang đánh trúng sự điểm đang điểm yếu chết người của bên đen, đó là cánh trái rất là mỏng manh, hớ hênh và không có quân bảo vệ. Chỉ cần bên đỏ đi được nước cờ xe 2 bình 3 chém tượng, lập tức tạo sát và lúc đó sẽ tạo ra thế tấn công tứ tử liên công và bốn quân đồng biên, đó là hai xe pháo mã hết sức là uy lực. Sau khi Lý Ái Quân đi nước cờ đâm xe xuống đáy để dọa chém tượng hỏi sát thì buộc lòng bên đen sẽ phải thủ. Bên đen bây giờ sẽ không thể tấn công một cách vội vã được bởi vì đối phương đã chiếm được lộ 4 quá quan trọng. Bên đen chỉ có thể đi nước cờ xe 2 tấn 4 với hy vọng là cứu vãn cục thế. Đây là thủ pháp đang bắt pháo thì dĩ nhiên bên đỏ sẽ xe 2 bình 3, một công đôi việc, vừa chém tượng giữ pháo vừa đang dọa chém sĩ đánh sát ngay, buộc bên đen phải xi 4 tấn 5. Sau đó là đường cờ vô cùng là tinh tế, đó là xe 3 thoái 3. Đây là nước đi đang dọa thủ pháp tiếp theo, đó là xe 3 bình 5 chém tốt, phế xe đánh cục. Khi đó bên đỏ sẽ ăn được xe và rất dễ thắng trong ván cờ này. Sau nước cờ xe 3 thoái 3 khá ngoạn mục của Lý Ái Quân, bên đen buộc phải phòng ngự bằng nước cờ xe 4 thoái 1 để lấy căn. Bên đỏ pháo 3 thoái 1 và thoái pháo tìm đường để có thể cơ động xe và đang bắt mã trực tiếp ép cho đối phương phải nhảy mã 4 tấn 2. Như vậy là hai bên đều đánh ở hai cánh, mỗi bên đều chọn giải pháp đánh cánh là chủ đạo trong đường hướng tấn công. Nhưng do bên đỏ đã ăn được một tượng của bên đen, cho nên bên đỏ tạm thời là người sẽ chiếm ưu hơn so với cả đối thủ. Đến đây thì bên Hồ Minh Hoa đã rơi vào trạng thái nguy hiểm. Lý Ái Quân bắt đầu phát động tấn công một cách rất kịp thời và gọn ghẽ bằng nước đi xe 3 bình 7, vừa thủ vừa công, đang chống trước những nước đánh chiếu tướng phản đòn của đối phương, đồng thời là đang đe dọa trực tiếp vào mã thủ lộ 3 của bên đối thủ. Đến đây thì bên đen quyết định đi nước cờ đó là tướng 5 bình 4 để có thể đỡ lại đòn đánh tiếp theo của đối phương. Nhưng thực ra trong nước cờ xuất tướng của Hồ Minh Hoa lại ám tàng một đòn đánh phản công rất là hung hiểm, thể hiện được đúng phong cách đa mưu thiện biến quỷ đạo cơ binh làm lên tên tuổi của Thập Liên Bá, trong thủ lại ngầm công và luôn luôn có những đường đao rất tích cực. Đây là thủ pháp đang dọa nước cờ, đó là đâm xe xuống sĩ, phế trước đoạt sau. Nếu như bên đỏ mà không cẩn thận đi nước cờ đó chẳng hạn như là pháo 3 bình 2
nghĩ rằng có thể tấn công trước thì lập tức dính phải cao chiêu của Hồ Minh Hoa bằng thủ pháp phế xe, sau đó nhảy mã chiếu ăn ngược lại xe và hình thành lên một thế đối công mới. Đây là thế trận mà bên đỏ cũng không chắc thắng được bên đen khi mà đã tổn thất một sĩ và tướng phải rơi ra vị trí khá nguy hiểm. Như vậy là Hồ Minh Hoa trong thế khó khăn vẫn cố gắng ngấm ngầm, vẫn công phu để đâm lại một kiếm rất thấu đối với Lê Quân. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu rất thăng hoa và ổn định thì Lê Quân đã nhìn thấu hết tất cả âm mưu và đòn đánh của Hồ Minh Hoa, lập tức đi lướt cờ rất tinh tế. Đó là thủ pháp xe 7 thoái 1, cản trở trước khả năng ăn sĩ của đối phương. Và đây là cái thủ pháp còn tránh luôn cả việc đấu xe của bên đen. Nếu bên đen mà xe 2 bình 3 sẽ chết mã ngay. Cho nên hình cờ này là hình cờ mà Lý Ái Quân đang vận dụng công phu gọi là cẩm lý tàng châm, tạm dịch là trong bọc gấm chứa kim châm. Mặc dù nhìn qua rất là mềm mại, mượt mà, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một kình phong rất đáng sợ. Sau thủ pháp này, bên đen quyết định tượng 3 tấn 1 treo tượng lên để tìm đường là thủ trước. Bên đỏ bắt đầu ra tay, xe 3 bình 5 rất là hiên ngang và đang trực tiếp dọa bắt pháo của đối phương, buộc đối phương phải chạy pháo 5 bình 7, đang bắt lại mã. Và giờ chúng ta hãy xem bên đỏ sẽ xử lý như nào. Bên đỏ lập tức bỏ mã, đi lướt cờ xe 5 bình 7 khá là khéo léo. Đây là thủ pháp đang kiềm chế lẫn nhau. Nếu đối phương mà vật pháo lên mã thì lập tức sẽ bị dính đòn pháo đâm chiếu, rồi xe 7 tấn 1 sát lại mã và đang dọa sát ngay. Khi đó bên đỏ sẽ là người tấn công dồn dập và nhanh hơn rất nhiều. Chính vì lý do như vậy, bên đen tuyệt nhiên không thể dùng pháo đổi mã được, mà buộc phải xe 2 bình 3 đấu xe. Bên đỏ lập tức pháo 5 bình 6. Trước khi nghĩ đến việc đấu xe, Lê Quân lại tiếp tục tung ra một đòn đánh rất là thử thách nữa. Và nước cờ chiếu pháo rất ngang nhiên và hết sức là tinh tế, làm cho bên đen không biết là lên đối phó theo kiểu như thế nào. Bên đen buộc lòng phải pháo tướng 4 bình 5 và bên đỏ lập tức ra đòn pháo 3 bình 5 chiếu tướng để tránh cho việc về sau pháo nhòm mã của bên mình. Và sau lúc cờ này thì bên đỏ đã hình thành nên thế công trung lộ quá là rực lửa. Trận thế của bên đen đang ngàn cân treo sợi tóc. Bên đen chỉ có thể đi lướt cờ pháo 7 bình 5 để đệm lại trung lộ. Và bên đỏ lập tức ung dung đấu xe. Hai bên đã đấu được xe. Và bên đen vẫn đi lướt cờ mã 1 tấn 3 để bảo toàn cơ hội phản công. Và nếu như mà bên đen mà thoái mã về thì bên đỏ chỉ cần dựng tượng lên hình thành lên thế tròn trịa, bên đỏ vẫn đại chiếm ưu thế. Sau lướt cờ tượng 1 tấn 3 đấu xe và cắt đứt đường xe của bên Hồ Minh Hoa thì đến được bên đỏ đi. Lúc này đây thì nhiều khán giả cho rằng là Lý Ái Quân đang ở cửa thắng rất rõ ràng. Lý Ái Quân có thể sẽ đi một lướt cờ ổn thỏa, đó là thủ pháp tượng 3 tấn 5 cho nó tròn cờ. Khi đó kể cả bên đen có chiếu tướng thì cũng xuất tướng một cách thoải mái, gọi là hình thế hữu kinh vô hiểm, bởi vì con pháo đầu của bên đen đã bị khống chế, không thể bình ra để chiếm lộ. Còn xe nhô lên thì lập tức là chết mã ngay. Nếu như có chiếu thì bên đỏ vẫn có thể có lướt cờ pháo 5 bình 4 đỡ được ngay. Và cụ thể như sau: bên đen pháo 5 tấn 2, bên đỏ thoái xe ăn tượng, bên đen vỗ xe chiếu, bên đỏ pháo 5 bình 4 vẫn đỡ được cục. Và hình này là hình rất là nguy hiểm dành cho Hồ Minh Hoa. Như vậy là nếu như Lý Ái Quân đi lướt cờ tượng 3 tấn 5 thì vẫn đảm bảo được một tiền thủ rất rõ ràng. Tuy nhiên Lý Ái Quân lại là người có lối chơi gọi là nghệ thuật vì nghệ thuật, và ông ấy rất thích dùng những đòn đánh rất tinh tế trong thực chiến và đã đi lướt cờ mã 3 tấn 2 khá là phiêu. Và đến đây thì bên đỏ đã chấp nhận cho đối phương dùng mã đổi pháo. Tuy nhiên bây giờ nếu bên đen mà chém xe xuống sĩ thì chết mã ngay, cho nên đây là một thủ pháp gọi là lạt mềm buộc chặt, tưởng như là cởi quân ra nhưng lại làm nước cờ ép chặt quân lực của đối phương. Hình thế này là hình thế cực kỳ khó khăn dành cho Hồ Minh Hoa. Hồ Minh Hoa cố gắng gắng gượng đến cùng đi nước cờ xe 4 tấn 3, hy vọng chém được pháo đầu, nhưng bên đỏ chỉ cần nhẹ nhàng tướng 5 bình 4 là hóa giải hết chiến cơ đang đe dọa bắt mã trực tiếp. Buộc lòng đến đây, bên đen nếu như rút xe về thì thực sự là quá tốn công vô ích và không giải quyết được vấn đề gì. Bên đen chỉ có cách là thoát mã, hy vọng là may mắn. Tuy nhiên trước khi nghĩ đến ăn tượng thì bên đỏ quyết định thẳng tay bình xe chém tốt và thuận thủ khiên dương ăn thêm một đầu bình nữa và đang bắt mã. Nếu đối phương nhảy mã 1 tấn 3 thì vẫn là bình vào lộ 7, vẫn bắt mã bắt tượng một cách kịp thời. Hồ Minh Hoa quyết định thoái mã về lộ 3, bên đỏ đâm xe xuống chiếu, đang dọa bắt mã, nếu về tượng thì lập tức là gót xe về tượng, buộc bên đen phải giữ mã bằng cách đi lướt cờ
xe 4 thoái 5 và chỉ chờ có thế, Lý Ái Quân đã đi nước cờ cuối cùng kết thúc trận chiến. Đó là một thủ pháp tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại hết sức là uy lực. Đây là nước đi mà nhẹ như lông hồng mà lặng tượng Thái Sơn, mã nhẹ nhàng ung dung ăn vào đường biên bắt tốt và hình thành lên thế hơn tượng hơn ba binh. Đến đây thì danh thủ Hồ Minh Hoa đã quyết định phải đầu hàng, bởi vì nhô xe lên là lập tức chết mã, về tượng thì cũng chết tượng, mà pháo thì cũng chỉ di chuyển theo lộ dọc trục, xe thì không thể tiến lên được rồi. Như vậy là bên đỏ sẽ thả sức tung hoành một mã ở chiến địa và ba tốt sang sông, thì kiểu gì Hồ Minh Hoa có tài cao đến mấy cũng không thể đỡ được. Và ván đấu đầu tiên trong trận chiến mở màn của cuộc chiến Thư Hùng Đỉnh Cao Lý Hồ tranh vương chiến vào năm 1989 đã kết thúc với phần thắng thuộc về danh thủ của tỉnh Hà Bắc, đó là Ngọc Kỳ Lân Lý Lai Quân. Vậy thì ở trận chiến thứ hai, khi mà Hồ Minh Hoa cầm quân đỏ đi tiên thì kết cục của ván đấu như thế nào, thì xin tất cả quý vị các bạn hãy chờ đợi và theo dõi ở các chương trình video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.